các bạn đã quay trở lại với Mavis Channel. Là Dũ Mai đây. Ngày hôm nay Mai sẽ chia sẻ với tất cả các bạn một chủ đề vô cùng hot mà Mai tin chắc rằng cả nam hay nữ đều rất hào hứng với chủ đề này. Đó chính là công thức làm đẹp da chỉ với 3 bước dành cho nam giới.